hot hot hot. Áo phông bon tì ra mắt theo nhiều mẫu mới anh em ơi. Đặc biệt ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo. Link mình để ở mục mô tả nhé. Bộ ba trẻ trâu, bộ ba quái vật và những phè nhóm trong bằng mũ dâm. Hello, xin chào mừng toàn thể thuyền viên đã đến với tàu hải tặc xăm soi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Các thành viên băng mũ dâm hẳn đã quá quen thuộc với mọi người rồi đúng không nào? Thậm chí ngày sinh, sở thích, điểm yếu của từng người chúng ta cũng rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà đã bao giờ anh em để ý thấy rằng thật sự trong 10 thành viên ấy có chia ra thành vài phe nhóm đấy. Như là bộ ba trẻ trâu, bộ ba quái vật hay bộ ba yếu đuối chẳng hạn. Tất nhiên, băng mũ dâm luôn đoàn kết và không chia bè rẽ phái để đối đầu lẫn nhau đâu anh em nhá. Những nhóm như vậy chỉ để chúng ta nhìn thấy những đặc điểm thú vị của họ mà thôi. Và để làm rõ phe nhóm của băng mũ dơm, hôm nay mời mọi người cùng mình lên tàu Sunny nhá. Vé vào cổng chỉ một like thôi, mại vô anh em ơi. Bộ ba trẻ trâu, Luffy, Usopp, Chopper. Nếu tính theo độ tuổi các thành viên, Chopper là nhỏ nhất với con số 17, tiếp theo đó là Usopp và Luffy 19 tuổi. Chắc vì nhỏ tuổi như thế nên ba thanh niên này thường xuyên hợp lại thành một hội nhóm, chúng ta có thể gọi là bộ ba trẻ trâu. Bộ này có một số nhận dạng như sau. Đầu tiên là ham vui, thường xuyên tỏ ra khoái khoái chảy nước miếng trước những thứ mới lạ như là công nghệ của Franky, bộ đồ Gamma hay thậm chí là những hiện tượng tự nhiên. Mỗi lần như thế, biểu cảm của họ sẽ như thế này. Thế này và thế này nữa. Đặc điểm nhận dạng thứ hai là cực kỳ ngốc nghếch và có số lần ngây thơ vô số tội. Bộ bà này có thể bị cuốn hút vào những trò chơi ngáo ngơ như ôm con gấu hoặc cong ngược người chui qua con chó siêu dài. Thậm chí đến trò chơi mạo hiểm nhất thế giới, ăn vụng đồ ăn của Sanji thì mấy thanh niên trẻ trâu này cũng chơi nốt, chơi tới bến luôn. Đặc điểm nhận dạng thứ ba là có vấn đề trong việc nhận thức. Luffy cùng Chopper thường sẽ tin vào những lời nói dối vô lý của Usopp, nào là đấm nhau với cá vàng khổng lồ, sói biết bay, vân vân. Thậm chí đến hiện tại, hai thanh niên này vẫn cho rằng Sengoku là anh hùng đến từ đảo xạ thủ chỉ vì có mặc áo choàng. Bó tay luôn anh em ạ. Cơ mà không biết anh em có để ý không, nhưng mà chiếc time skip, bộ ba này có rất nhiều đất diễn và mang lại vô số tiếng cười cho fan. Tuy nhiên hiện tại dường như đã bớt nhiều rồi. Chắc là vì những chặng đường cuối nguy hiểm và cam gò hơn đấy. Chỉ mong tác giả sẽ trả lại thật nhiều cho ngu ngốc của họ sau mỗi trận chiến để anh em ta có thể giải trí. Một tiếng cười bằng 38.000 tâm thức bổ mà, đúng không anh em? Bộ ba quái vật. Phe nhóm thứ hai là bộ ba được đích thân các fan One Piece bình chọn ra và ưu ái cho một cái tên siêu ngầu, Monster Trio, dịch ra tiếng Việt là bộ ba quái vật. Họ gồm có Luffy, Zoro và Sanji. Từ quái vật miêu tả sức mạnh chiến đấu kinh người và những việc họ làm trong các trận chiến, bởi vì bộ ba này luôn đảm nhận xử lý ba tên mạnh nhất phe địch. Trước time skip, sức mạnh của họ mình thấy chênh lệch không nhiều, nhưng giờ thì khác rồi. Luffy đã bỏ khá xa hai người đồng đội nhờ vào Hatcha Quỷ. Đặc biệt hơn, kể từ sau trận chiến của Wano, danh xưng của bộ ba quái vật mình nghĩ không còn phù hợp nữa. Thay vào đó phải là bộ tứ quái vật vì vừa chưa nạp thêm lãnh đạo Jinbei với sức chiến đấu chả thua kém gì anh hai, anh ba. Thậm chí nếu hợp lý hơn, ta có thể giữ nguyên danh xưng ấy bằng cách thêm vào từ bộ ba quái vật dưới trướng tư hoàng Luffy. Hợp lý luôn đúng không nào? Vậy anh em nghĩ trong tương lai, Sanji có thể vượt qua Chuka béo ú, giành lại ngôi vị hạng ba của mình hay không? Hay từ này cứ phải gọi anh là anh Tư? Comment ý kiến bên dưới nhá! Bộ ba sợ ma, AK, bộ ba yếu đuối. Ngày xưa khi còn trẻ trâu, mình hay nấp ở đầu xóm cùng lũ bạn hù dọa ma mấy thanh niên đi về trễ. Mình còn nhớ có một lần dọa ma bọn chúng cực kỳ thốn, khiến cho thanh niên ấy te cả ra quần. Sau khi hoàn hồn thì đã có một châm ngôn để đời: ma mà không sợ thì sợ cái gì. Cơ mà điều đó lại không áp dụng cho băng hải tặc mũ dơm, bởi vì trong số họ chỉ có 3 thành viên sợ ma quỷ thôi. Đúng rồi, đó chính là Nami, Usopp và Chopper đấy anh em ạ. Ở tam giác quỷ Florian, khi nghe các thành viên khác thay nhau kể chuyện ma, bộ ba này đã rất quýu. Người thì tìm củ tỏi, kẻ thì mang theo thanh giá diệt ma đủ các kiểu. Kể cả đoạn cao trào cùng sự minh họa của công nghệ 9D, tàu ma người Hà Lan bay, cả ba xém bay màu luôn. Để mình ghi chú xíu nhá. Bộ ba sợ ma thì đang sợ hãi này. Bốn thanh niên kia là bất ngờ, nhưng mà có gì đó lạ lắm. Robin, Chuan, sao lại thế này?
đúng kiểu như: "Tôi sống trên con tàu đó từ nhỏ mà cỏ gì đây mà sợ." Sau đó là sự ghé thăm của Brook. Boba này đã la hét, khóc ròng và tìm mọi cách để đuổi con Mai đi. Tuy nhiên lần thứ 3 mới thực sự dữ dằn anh em. Ở hai lần mình vừa kể ở trên, ba người họ đều được cả bằng che chở, cho nên cơn sợ cũng bớt đi phần nào. Nhưng mà đến phần Trulobac thì lại khác cả nhà. Nami không có Luffy hay Sanji để cầu cứu, Chopper thì không có Zoro, Usopp thì khỏi cần nói. Không những thế, xác sống tại đây còn được nước làm tới, tìm cách tăng thêm độ rùng rợn bằng tiếng hú, cách di chuyển lom khom. Không những thế, sau đó còn gặp phải Hawkback cùng cô phụ tá bà nữa. Đúng là đèn hết chỗ nói. Cuối cùng thì... anh em nhìn là hiểu nhá. Và trước khi qua phải nhóm tiếp theo, mình cũng xin phép tặng anh em một bức hình có thể khiến mọi người trưng ra biểu cảm y hệt bộ ba sợ ma trên. Anh chị em nào không đủ gan dạ thì đừng xem nhá. 3, 2, 1. Ta-da! Ta là Macaron Chopper đây. Đã sợ chưa nào? Sợ rồi thì nhớ để lại một like đó nhá. Tí thì quên mất, ba người này còn đảm nhiệm chức vụ bộ ba yếu đuối nữa mà. Bởi vì sao thì đơn giản thôi, vì cả ba đều nhát gan, sức chiến đấu yếu cũng như rất dễ dàng rơi lệ. Cơ mà mình sẽ không nói nhiều ở nhóm này bởi nó đã quá cũ rồi. Cả ba người sau Aquano đều đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chopper có thể đương đầu với những dịch bệnh, đứng giữa chiến trường, điều chế thuốc. Usopp dù bị húc vỡ cả mũi vẫn tiếp tục chiến đấu. Đặc biệt nhất là Nami, dù đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô vẫn không bao giờ nói rằng Luffy không thể trở thành quỷ tắc. Quá mạnh mẽ. Cho nên từ này chúng ta không thể gọi họ là bộ ba yếu đuối nữa rồi, đúng không nào anh em? Những cặp đôi thân thiết. Tiếp theo, ta cùng nhau kể ra những cặp đôi thân thiết hơn mức bình thường so với các thành viên khác. Đầu tiên là Chopper và Robin. Còn nhớ ngày đầu ra khỏi Alabasta, Chopper cực kỳ sợ Robin vì cách cô nói chuyện và đặc biệt là chuyên môn ám sát. Nhưng mà sau đó, hai người dần dần thân nhau hơn thông qua các cuộc hành trình và trở thành cặp đôi thân thiết bậc nhất. Nhìn vào cứ như là mẹ con đấy anh em ạ. Robin lo cho cậu trồn từng chút, thậm chí còn phản đối kịch liệt. Frankie làm hỏng hình ảnh hòa hậu thân thiện của Chopper nữa. Quá là mẫu mực luôn. Sau đó là cặp đôi Luffy, Zoro. Tác giả Oda từng nói, trong băng mũ rơm, Luffy tin tưởng tất cả mọi người, tuy nhiên tin tưởng nhất chỉ có Zoro. Và ngược lại, toàn bộ thành viên đều trung thành với Luffy, nhưng trung thành nhất chắc chắn là anh đầu tàu. Đó không phải là hệ quả của việc Zoro gia nhập đầu tiên, mà có lẽ cũng là vì sự liên hệ giữa hai người bậc đế vương anh em ạ. Orochi từng nhận xét về Zoro như sau: hắn không phải người dễ dàng chịu di chứng người khác. Điều đó nói lên thực lực của tên thiền trưởng. Cơ mà, thậm chí những tình huống nguy hiểm nhất, ngặt nghèo nhất, không ai khác ngoài Zoro là người đầu tiên bảo vệ Luffy, sẵn sàng vứt bỏ kiếm đạo, sự tự tôn, ngay cả mạng sống bởi vì đến thuyền trường của mình mà còn không bảo vệ được thì còn để nhật kiếm sĩ cái nồi ri trự. Vậy anh em nghĩ Roger và Rayleigh nếu so với Luffy và Zoro thì cặp nào thân thiết hơn? Comment bên dưới nhá. Và cặp đôi cuối cùng là Zoro và Chopper. Nếu như Robin đóng vai trò như một người mẹ, chăm lo cho cậu từng ly từng tí, thì Zoro giống như một người cha vậy. Anh luôn chú ý bảo vệ cậu trôn trong các trận chiến, nhắc nhở Chopper những điều mà cậu làm sai. Cũng thường xuyên được Chopper hỏi ý kiến về tất cả mọi việc. Và không biết anh em có để ý không, nhưng trong những lần nguy hiểm, Chopper luôn cầu cứu Zoro thay vì Luffy hay Sanji. Khi bị lạc mất mọi người cũng hỏi, Zoro đâu rồi? Trước khi hỏi đến những người còn lại. Thế thì bảo sao Zoro không cứng như trứng, đúng không nào? Minh chứng thì anh em có thể nhìn vào bức hình này này. Ây chết nhầm nhầm. Đây, đây này, đây mới đúng nhá. Anh em quên bức hình kia đi. Phe mê gái. Nhắc đến thôi là trong đầu anh em nhảy số rồi đúng không nào? Nhóm này gồm hai nhân vật, Sanji và Brook. Cơ mà bản chất việc mê gái của hai người là hoàn toàn khác nhau đó nhá. Đối với Sanji, ta có thể gọi anh là cuồng phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ xinh đẹp, sẵn sàng lao vào chỗ chết, luôn chọn con tim thay vì nghe lý trí. Dù chưa được xác nhận, nhưng có khả năng cao tính xấu này từ Sanji có được là do tác dụng phụ của loại thuốc cải tạo gen. Bằng chứng là toàn bộ anh em nhà Gama đều mê gái, còn Zerd thì không. Đến với Brook, ông tỉnh táo hơn Sanji rất nhiều và không bao giờ có chuyện chấp nhận cái chết vì đối đầu với phụ nữ. Brook cũng không cuồng cái đẹp như Sanji. Thay vào đó, ông cuồng một cái khác, cái mà anh em cũng biết là gì rồi đó. Vậy mọi người nghĩ, giữa Sanji và Brook, ai mới thực sự là bậc thầy trong làng dây cũ? Mình là mình vote Brook nha. Mấy ông già 8-90 tuổi mà còn gần nhiều như thế thì trên thế giới chỉ có hai thôi. Một là Brook, hai là một nhà sư nào đó của nước ta đấy. Đúng là gừng càng già càng cay. Tóm lại, video hôm nay,
Mình chỉ muốn mang cho anh em những phút giây vui vẻ, chứ không phải ý nói bằng mũ rơm chia bè kéo phái đâu nha. Vậy mọi người nghĩ, ngoài những bộ ấy ra, còn bộ nào mình liệt kê thiếu không nhở? Nếu anh em tìm ra thì nhớ bổ sung thêm cho mình nha. Còn bây giờ thì góc comment thẳng tiến thôi. Đầu tiên là bạn Tài FF Lục. Nếu Chopper bị cong hải lâu thạch thì có biến thành tuần lộc thường không? Mình nghĩ chắc là không đâu, bởi vì Chopper đã biến mất hình dạng tuần lộc bình thường từ khi ăn trái quỷ rồi mà. Nên có lẽ nếu bị cong đã biển, chỉ biến từ mấy dạng khác về dạng Tanuki thôi, giống như mấy lần rơi xuống biển vậy đấy. Bạn Lu như ta, Monkey D. Luffy. Nếu Ace còn sống thì bây giờ Ace với Sabo ai mạnh hơn vậy? Nếu cả hai cùng lớn lên thì mình tin là Ace mạnh hơn. Nhưng nếu xét về mạch truyện bình thường, dù Ace thoát khỏi Marineford cũng khó là một mạnh bằng Sabo, bởi vì anh ở tân thế giới từ nhỏ được huấn luyện bài bản bởi chính Raugen. Riêng thằng Luffy nạp VIP, hack game, các kiểu nên không tính nhỉ. Và cuối cùng là bạn Chí Sad Boy. Comment mãi mà chẳng lên TV, chán thật. Lên ngay mà luôn bạn ơi. Sao bạn không thấy rằng mình được lên TV ấy chứ? Cứ comment là được lên hết thôi. Tặng anh em bộ ảnh Katakuri, để lại Gmail bên dưới cho thuyền trưởng sắm soi nhá. Vậy anh em thấy sao về video hôm nay? Nếu nó giúp mọi người vui vẻ thì đừng ngần ngại bấm một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Ngoài ra, đừng quên comment bất cứ thứ gì anh em muốn để được lên TV nữa nha. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.